Bà xã nghệ sĩ nhân dân Công Lý tức điên đến mức hạ đường huyết, chuyện gì đây? Dòng chia sẻ của bà xã nghệ sĩ nhân dân Công Lý nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Trên Facebook cá nhân, Ngọc Hà, bà xã nghệ sĩ nhân dân đăng tải dòng tâm trạng khiến dân tình không khỏi hoang mang. Cụ thể, cô viết, lâu lắm mới tức điên lên hạ đường huyết, nhẫn nhịn để cho anh chồng bình an. Qua những dòng chữ này có thể thấy sự tức giận và phẫn nộ của Ngọc Hà. Tuy nhiên, bà xã Công Lý không chia sẻ cụ thể thêm về câu chuyện này. Người hâm mộ cũng không biết Ngọc Hà đang nhắn nhủ, bày tỏ thái độ chỉ trích này tới ai. Không nhắc cụ thể chuyện gì, nhưng có thể thấy bà xã nghệ sĩ nhân dân Công Lý đang gặp chuyện không vui khiến cô không được thoải mái. Dù chưa rõ cô đang gặp phải vấn đề gì, nhưng khán giả mong rằng cô luôn giữ được tinh thần thoải mái. Lạc quan là chỗ dựa tinh thần vững chắc để cùng chồng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trước đó, không ít lần Ngọc Hà chia sẻ với thái độ cực kỳ gay gắt, ám chỉ ai đó là kẻ tiểu nhân. Thậm chí còn tuyên bố sẽ tung ra thứ gì đó nếu bản thân mình bị dồn đến đường cùng. Ngọc Hà Lê từng chia sẻ trăn trở, thời gian qua, mình và anh Lý đã phải đối mặt với rất nhiều việc khó khăn trong cuộc sống, từ vật chất đến tinh thần. Đó là sự thật. Nhưng mình không bao giờ kêu ca, bởi kêu ca sẽ chẳng giải quyết được gì ngoài hai từ cố gắng. Trước đó, nghệ sĩ nhân dân Công Lý đột ngột nhập viện vì bị ngã tại nhà riêng khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Sau thời gian dài điều trị tại bệnh viện, nam nghệ sĩ đã được trở về nhà. Trong suốt thời gian nhập viện, vợ trẻ luôn là người túc trực, chăm sóc và lo lắng cho nghệ sĩ nhân dân Công Lý.